Thế là nhiều anh em hỏi thắc mắc mình vậy rẻ hơn 1 triệu lại có ngon hơn hay không, có rẻ hơn nhiều vậy. Thực ra là rất là ngon nha. Chẳng qua là Nhật Bản người ta giao rẻ thì bán rẻ thôi. Đó. Chào anh em. Mình đã có những chiếc Galaxy Note 8 ở đây thì anh em biết đấy, hôm trước mình có làm clip về chiếc Galaxy Note 8 của Nhật Bản. Và thực sự là được rất là nhiều anh em quan tâm luôn trên YouTube này, cũng như là ở trên kênh Facebook, cũng như là đến trực tiếp cửa hàng hỏi mình. Bởi vì những chiếc máy này nó quá ngon và rẻ. Thành ra anh em rất là nhiều, có những anh em biết thì rất là thích, nhưng có những anh em nghi ngờ. Thì có hỏi mình rất là nhiều câu hỏi là liệu cái con này nó ngon hay không, cấu hình tất cả các thứ liệu nó có bằng những chiếc máy của Mỹ hay là những chiếc máy của Hàn Quốc hay không mà nó rẻ hơn những 1 triệu. Thì chính vì thế là mục đích ngày hôm nay mình làm clip này thì mình để so sánh cho anh em cụ thể nhất, chân thực nhất về những chiếc Galaxy Note 8 của Nhật Bản với chiếc Galaxy Note 8 của Mỹ, cũng như là với chiếc Galaxy Note 8 của Hàn Quốc anh em nhé. Thì khi đấy thì mình cũng chuẩn bị đây, ở bên này thì mình có một chiếc màu tím mắm tôm, ở đây là chiếc Galaxy Note 8 của Hàn Quốc đấy, màu tím nhá. Còn chiếc màu đen đây là chiếc Galaxy Note 8 của Mỹ này, anh em có thể nhìn thấy là chữ Galaxy Note 8 ở đây chỉ có Mỹ nó mới in thôi. Và bên này màu vàng rất là đẹp, đây là chiếc Galaxy Note 8 của Nhật Bản. Đó, có thể nhìn thấy chỉ có chữ Galaxy và chữ A ở đây không. Thì đầu tiên thì mình cũng phải nói về kiểu dáng và hình thức. Thì những video trước là mình đã nói rồi, nó chỉ khác nhau về cái đường in đằng sau thôi. Còn tất cả mọi thứ đều y như nhau, đều y như nhau anh em nhé. Tất cả mọi thứ đều giống hệt nhau này, tất cả các vị trí ở đây nó không khác nhau một cái gì cả, chỉ có cái in đằng sau lưng tất cả là nó khác thôi, còn lại là giống hệt nhau. Thứ hai là mình sẽ nói về cấu hình. Cấu hình ấy, về thiết kế phần cứng thì những chiếc máy này là hoàn toàn giống hệt nhau, chỉ có mỗi cái camera là của chiếc Mỹ và của chiếc Hàn Quốc, Nhật Bản đây này là sẽ sử dụng camera là ống kính của Sony, còn chiếc Samsung của Hàn Quốc và của Việt Nam, của thị trường quốc tế nó sử dụng camera của Samsung, nhưng mà thực ra là chất lượng camera nó chẳng khác nhau, chẳng qua là Hàn Quốc và Mỹ người ta thích dùng Samsung thì người ta yêu cầu Samsung người ta làm thôi, à thích dùng Sony thì yêu cầu Samsung người ta làm thôi, chứ thực tế là chẳng khác nhau ạ. Đó, cái khác ấy là duy nhất cái thiết kế phần cứng của hai của chiếc chiếc Mỹ và chiếc Nhật Bản này khác là sử dụng chip chủ CPU là Snapdragon 835, không như ở của Hàn Quốc, của quốc tế hay là của là tại thị trường Việt Nam ấy là sử dụng chip Exynos. Thì về mặt lý thuyết và thực tế là anh em ở trên mạng đánh giá và thực tế là mình cũng cảm thấy là chip Snapdragon 845 sẽ cho hiệu năng tốt hơn, chơi game tốt hơn, và về độ lâu dài thì nó sẽ là ngon hơn. Ví dụ là 2 năm nữa trên chiếc Snapdragon 835 anh em vẫn có thể chơi game ngon, nhưng Exynos thì chưa chắc là làm được cái đấy. RAM giống hệt nhau, bộ nhớ trong giống hệt nhau, bullet pen, màn hình, các thứ đều giống hệt nhau. Đó, thế là về lý thuyết, về thực tế, về cấu hình các thứ thì là chúng ta có thể nhận thấy ấy, là chiếc máy của Hàn Quốc này đều và quốc tế này sẽ thua kém những chiếc máy của Mỹ và của Nhật Bản về hiệu năng sử dụng, về cấu hình sử dụng, về cấu hình chơi game. Mà tại sao những chiếc máy này đều rẻ hơn? Một điều duy nhất, những chiếc máy của Hàn Quốc, người ta nói Samsung là người ta nghĩ là Hàn Quốc, thành ra nó sẽ đắt hơn những chiếc máy quốc tế, bởi vì nó phân phối tại thị trường quốc tế, nó sẽ đắt hơn những chiếc máy mà chỉ được phân phối tại thị trường nội địa của Mỹ hay là nội địa của Hàn của Nhật Bản thôi nhé. Và tiếp nữa, vì sao của Nhật Bản lại rẻ đến mức quá nhiều như vậy? Thì mình phải nói thật với anh em, tại thị trường Nhật Bản những chiếc Samsung này giá rất là rẻ, thành ra là người buôn người ta giao rẻ thôi, giao rẻ thì mình sẽ bán cho anh em là rẻ. Chiếc Mỹ này cũng vậy, buôn giao rẻ sẽ bán cho anh em là rẻ. Hàn Quốc được đẩy giá lên cao sẽ phải bán cho anh em giá cao thế thôi. Còn thực tế là bây giờ chúng ta sẽ đi xem cấu hình chi tiết và chạy nó sẽ là như nào thì mình sẽ mở lên cho anh em xem nhá, để anh em biết cụ thể hơn. Đây, ok, mình sẽ cho anh em xem về cái màn hình, anh em có thể thấy là giống hệt nhau, thiết kế tất cả mọi thứ đều giống hệt nhau đúng không? Nếu mà thoạt nhìn bên ngoài chúng ta sẽ không biết đâu là của Hàn Quốc, đâu là của Mỹ và đâu của Nhật Bản cả. Đó, giao diện cũng là đều của Samsung làm, chỉ khác bên trong về phần mềm, khi được nhà mạng người ta yêu cầu là phải có những ứng dụng của người ta là như thế nào thì sẽ bị như thế. Của Hàn Quốc cũng giống như của Nhật Bản, đều phụ thuộc vào những nhà mạng. Nhưng rất là may, Hàn Quốc thì bây giờ chúng ta đã chạy hết lên 2 SIM cúc và có dùng được 2 SIM rồi, thành ra nó cũng không khác gì của Việt Nam cả. Đó, anh em có thể nhìn thấy không, giao diện không có ứng dụng gì của Hàn Quốc cả, ứng dụng tin nhắn, ứng dụng tất cả các thứ khởi động bình thường như của Samsung. Của Mỹ cũng là điểm rất vui, từ Galaxy S7 trở lên là chúng ta có thể hoàn toàn có thể chạy ROM quốc tế chung tất cả những cái nhà mạng của Mỹ.
Thế nên là chúng ta sẽ có cái giao diện y như máy Việt Nam ở đây. Đấy là riêng bản của Mỹ và cập nhật OTA hoàn toàn bình thường. Nhược điểm một cái là OTA của những bản quốc tế tại Mỹ nó sẽ chậm hơn những cái bản nhà mạng. Ví dụ nhé, như của Hàn Quốc thì chúng ta có thể lên được Android 9 rồi, nhưng của Mỹ sẽ chưa lên và sẽ chậm hơn một chút. Và tất nhiên rồi, Nhật Bản vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào nhà mạng. Thì mình có tìm và có đào bới những cái ROM cúc để cho anh em sử dụng được những chiếc máy của Nhật Bản ngon nhất. Thì chưa có cái ROM nào tốt cả, nhưng cũng không sao cả. Đây, ROM anh em có thể nhìn thấy này. Chiếc máy của Nhật Bản, đây là một chiếc máy của nhà mạng AU KDDI đấy. Thì anh em có thể nhìn thấy rất là nhiều ứng dụng của AU này. Đó, nhưng mà không sao, chúng ta có thể xóa được nhá. Đây, chúng ta có thể ấn gỡ cái đạt và xóa đi. Chúng ta sẽ xóa đi khoảng 80% những ứng dụng này, thậm chí đến 90% chỉ còn có 2 cái thì phải. Mình chưa xóa đi nhưng mà mình phải nói cho anh em rõ, anh em biết này, đúng không anh em thì nhá. Đấy, những ứng dụng nào không xóa được chúng ta sẽ tắt đi, nó sẽ không còn hiển thị trên màn hình, nó sẽ không hoạt động nữa. Ứng dụng nào chúng ta gỡ được và xóa được thì chúng ta sẽ gỡ và xóa bình thường. Đó. Và cái ROM của Nhật Bản nó sẽ có nhược điểm tiếp theo, đó là khởi động lên thì nó sẽ có logo nhà mạng này. Và cái quan trọng nhất là tin nhắn, ứng dụng tin nhắn SMS đấy. Mà bây giờ gần như anh em không sử dụng mấy đấy, chỉ để nhắn tin nạp tiền chơi game, rồi nhắn tin cho những người mà người ta không dùng smartphone thôi. Là chúng ta sẽ dùng SMS, thì những chiếc máy này chỉ nhắn tin được khoảng ứng dụng gốc. Sẽ không phải là ứng dụng gốc giống như tin nhắn của Samsung này nhé. Sẽ không phải là ứng dụng Samsung mà là ứng dụng của nhà mạng AU hay là KDDI ấy. Là ứng dụng đấy thì chúng ta chỉ soạn thảo tin nhắn được khoảng 160 ký tự. Đối với những ký tự không có dấu tiếng Việt. Còn nếu có dấu tiếng Việt thì chúng ta chỉ soạn được khoảng 70 ký tự thôi. Còn trên 70 ký tự là chúng ta sẽ không gửi được với dạng SMS bình thường. Đó là cái nhược điểm như vậy. Nhưng không sao, bây giờ thì Android mà, chúng ta có thể cài đặt được rất là nhiều thứ. Ví dụ như là Messenger là chúng ta có thể bật được SMS này chúng ta dùng bình thường. Hoặc là chúng ta có thể cài đặt một ứng dụng SMS khác để chúng ta thay thế cho ứng dụng SMS theo máy. Đó. Yên tâm một vấn đề nữa là của Nhật Bản sẽ không như của Trung Quốc, là chúng ta hoàn toàn có dịch vụ Google bình thường. Gốc theo máy mà, chỉ có Trung Quốc nó không Google thôi. Chỉ có Triều Tiên nó không Google thôi. Chứ còn phần còn lại thế giới là hoàn toàn có đầy đủ, đặc biệt là Nhật Bản sẽ có Google cho anh em sử dụng và sẽ có tiếng Việt nhé. Đó, vấn đề phần mềm chúng ta không phải đáng lo ngại nhiều lắm đúng không? Còn vấn đề hiệu năng thực tế thì bây giờ mình sẽ chạy thử cho anh em xem. Thì chỉ có phần mềm AnTuTu đánh giá được ok nhất thì mình sẽ chạy AnTuTu nhá. Đấy, AnTuTu thì bây giờ nó không cho trên down trên Google Play rồi. Nhưng không sao, chúng ta có thể là down trên chợ đen có hết. Chợ một cái chợ nào đó ở trên Google trong tìm ấy nó sẽ có, không sợ. Đây này, mình sẽ vào xem có hình cụ thể cho các bạn nhìn nhá. Đây. Chúng ta có thể nhìn thấy vào thiết bị của tôi này. Đây. Chúng ta có thể nhìn thấy là Samsung này, Galaxy Note 8. Đây là phiên bản là đầu F, bởi vì là nó là đầu N của Hàn Quốc, như mình đã chạy ROM quốc tế rồi, chạy ROM 2 SIM nó sẽ là báo đầu F bình thường. Phần cứng của nó là phần Exynos 8895 nhé. Đó, các bạn thì nhìn thấy này. Nhưng chiếc máy của Mỹ này chúng ta có thể nhìn thấy là N950U này. Đó là 950 này. Nó sở hữu chip phần cứng nó sẽ là Qualcomm hết rồi. Đó, chúng ta nhìn thấy là Qualcomm này. Đó, cụ thể là kiểu CPU là Snapdragon 835 này, CPU của Hàn Quốc nó sẽ là Exynos 8895. Còn Nhật Bản sẽ là tương tự của Mỹ. Đó, anh em nhìn thấy không? Còn Nhật Bản nó sẽ là Qualcomm Snapdragon 835. Đó. Ở trên nhãn hiệu nó sẽ là Samsung KDDI, có nghĩa là của nhà mạng AU ấy. Đấy, tên mã là SCV37 chứ không phải là N950 gì đó mà chỉ là SCV37 thôi anh em nhé. Tên theo nhà mạng luôn. Đó, Nhật Bản rất là khó tính cho việc đấy. Chip đồ họa của hai chiếc máy Mỹ và Hàn Quốc, Nhật Bản đều hoàn toàn là như nhau. Đều là Arduino 540, còn ở trên chiếc Hàn Quốc sẽ là Mali G71. Nói về chip đồ họa, nói về thông số như vậy. Thì nếu anh em biết, anh em nó sẽ hình dung được chiếc máy của Mỹ và Nhật Bản sẽ giống hệt nhau. Còn Hàn Quốc nó sẽ khác. Và hiệu năng nó như thế nào thì nhờ anh em chơi Qualcomm để biết. Còn thực tế bây giờ mình sẽ chạy AnTuTu Benchmark để thử anh em nhé. Chúng ta cùng kiên nhẫn chờ đợi một vài phút để xem điểm số thực tế nó sẽ là như thế nào. Đó. Chất lượng về loa, chất lượng màn hình mình sẽ không nói nhiều bởi vì giống hệt nhau thôi. Không khác nhau thế nào đâu anh em ạ. Chứ không phải là Nhật Bản rẻ tiền hơn mà khác đâu. Thậm chí những chiếc Nhật Bản nó còn bền hơn cơ. Đó.
Đó anh em có thể nhìn thấy nhá. Chiếc hai chiếc Note 8 mà sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 835 ấy, điểm số nó cao hơn tương đối là nhiều so với chiếc Note 8 sử dụng chip Exynos. Mặc dù chiếc máy này đã được rốt nhá, có nghĩa là đã được can thiệp phần mềm và đã được giảm tất cả nhiều cái hiệu năng, tăng tất cả hiệu năng và giảm tất cả những cái ứng dụng mà ảnh hưởng đến hiệu năng của chiếc máy này. Nhưng mà điểm số của nó chỉ đạt được khoảng 229.859 thôi. Trên chiếc máy của Mỹ thì sẽ có điểm số là 260.300. Còn trên chiếc của Hàn, của Nhật Bản sẽ cao nhất là 264.640. Thực tế là mà nói đấy, cái điểm số của hai chiếc máy này thường thường nó sẽ là xem nhau thôi. Chiếc máy của Mỹ hay là chiếc máy của Nhật Bản nó sẽ là rất là giống nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy là điểm số của CPU đều là 279.000. Của trên chiếc Exynos sẽ thấp hơn rồi. Điểm số GPU cũng vậy, sẽ cao hơn bởi vì là chiếc đồ họa của Qualcomm, chiếc đồ họa Adreno mà. Điểm số MEM, truy xuất dữ liệu, bộ nhớ tất cả các thứ đều như nhau bởi vì đều sử dụng bộ nhớ của Samsung. UX xử lý tất cả các thứ thì trên chiếc của Mỹ sẽ nhỉnh hơn một chút. Và chúng ta có thể nhìn thấy nhiệt độ CPU ở chiếc Exynos nó sẽ rất là mát, là khoảng 46 độ thôi. Đó, tăng là khoảng 46 độ sau khi chạy xong. Còn trên chiếc của Mỹ và của Nhật Bản sẽ tăng cao hơn, đặc biệt là chiếc của Mỹ thì nó sẽ tăng lên 7 độ C cơ. Đó, về pin, về tất cả các thứ ở bên dưới này thì chúng ta có thể nhìn thấy là hoàn toàn giống nhau. Đó, mình có thể vào đây là xem cái xác minh này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy là đây là hoàn toàn những chiếc máy chuẩn nhá. Đó, là xác minh hoàn toàn là những chiếc máy ok nhất. Này, chúng ta nhìn thấy thông số kỹ thuật hoàn toàn trùng khớp với thông số kỹ thuật của AnTuTu này. Thì nói cho anh em biết là cái phần mềm AnTuTu này, những anh em mà chưa biết, phần mềm AnTuTu này là một phần mềm ngoài thôi chứ không phải của hãng. Nên chúng ta chỉ tin được mấy chục phần trăm thôi, không tin hoàn toàn. Bởi vì là sao? Bởi vì là nó không được hãng là người ta kiểm chứng cả. Bởi vì Google Play Store nó gỡ rồi. Đấy. Vâng, thì nó là cái máy mà, và nó là cái phần mềm ấy mà được làm ra để chạy giả lập trên những chiếc máy này và tính theo thang điểm của AnTuTu thôi, nó không phải là thang điểm quy chuẩn gì cả. Anh em chỉ tin một phần thôi nhá. Đó là về hiệu năng thì chúng ta có thể nhìn nhận thấy là cái được máy của Nhật Bản rất là rẻ nhưng mà vẫn là ok, rất là cao đúng không? Đó, về thực tế nhá thì bây giờ mình sẽ tắt hết đứng đa nhiệm như này. Và mình sẽ chạy thử cái ứng dụng cái game mà anh em hay chơi nhất ấy để mình vào bên trong để xem là liệu anh em tùy chỉnh nó sẽ được mức độ như nào và chơi nó có bị giật hay không nhá. Đó là game PUBG nhá. Ok, mình sẽ vào luôn này. Đó, gần như là cùng lúc chúng ta sẽ xem là loát, mình nghĩ là có lẽ nó sẽ loát gần như là ngang nhau thôi. Đó anh em nhá. Đó anh em thấy không? Đó, gần như là ngang nhau thôi chứ không thua nhau là mấy đâu. Đó, mình sẽ vào game để mình nhảy thì mình chơi thử luôn, anh em xem thử. Đây mình sẽ xoay sang này dễ nhất, trên cùng sẽ là của Nhật Bản này. Đây, đó, hai bên nó sẽ là như này nhá. Ok, đây mình sẽ vào này, bắt đầu luôn. Đó, bắt đầu luôn này. Anh em thấy gì không? Nó hoàn toàn là giống nhau thôi. Chiếc máy của Nhật Bản cũng vậy, Mỹ cũng vậy, mà Hàn Quốc cũng vậy, là hoàn toàn là giống nhau luôn. Ở trong hiệu năng của game thì nó sẽ khác một chút đây nhá. Đây là chiếc máy của Nhật Bản anh em nhá, này. Đó, đây là chiếc máy của Nhật Bản này. Mình sẽ vào được cài đặt nhá, vào đồ họa này, sẽ để là cực cao, HDR có luôn. Cũng ra đây thì chưa có, tôi sẽ để hình ảnh là như thực này. Anh em thì nhìn thấy nhá, cửa răng cưa ok là bật luôn, cửa răng cưa này, bóng bật luôn, tất cả bật luôn. À, ta thỏa bật, điều chỉnh đồ họa là bật này, độ sáng cho lên một tí nữa này, ok. Đây gần như là chúng ta có thể chỉnh được max setting luôn. Đó. Ok chưa, bây giờ xem cái máy của Mỹ này, tất nhiên rồi, nó sẽ giống như vậy thôi. Đây nhá, mình sẽ đồ họa này cũng giống như vậy này, như thực này. Đó, tất cả mình sẽ bật này. Ok. Đó, đây là chiếc của Mỹ nhá, để dùng rồi. Hàn Quốc này. Đó, rất là mượt mà anh em. Sử dụng cái chiếc máy này thì hoàn toàn yên tâm luôn. Chơi game rất là ngon, vẫn là ngon. Bỏ ra sau nhảy luôn. Đó. Nhảy luôn. Đó, anh em nhìn đây. Đó. Rất là mượt luôn. Đó, đây là chiếc máy của Nhật Bản nhá. Đây, Hàn Quốc đây. Hàn Quốc này. Chiếc máy của Hàn Quốc thì chúng ta sẽ không chọn HDR đâu. Đó, anh em nhìn đâu, nó thua thiệt rồi nhá. Không chọn HDR này. Có thể là do phần mềm, có thể cập nhật phần mềm nào nó cài đặt, anh em nào biết thì có thể comment ở dưới. Chứ bây giờ là mình để phần mềm 2 SIM ấy, là chiếc máy của Hàn Quốc nó sẽ không bật được HDR như hai chiếc máy này đâu nhá.
Đó, anh em để nhìn thấy sự thu thiệt không? Đó. Ok, đây là cái game anh em gần như hay chơi. Mình chỉ biết chơi game này thôi. Đó, anh em để nhìn đâu. Đó, hơi giật một tí rồi. Có thể anh Nam về cấu hình nó không thua kém là mấy, nhưng chẳng may nó bị như vậy thì có thể là do cái cài đặt phần mềm, có thể do cái ROM này nó không ok lắm cho cái game này. Mình nghĩ là vậy thôi, chứ chơi trên máy của Nhật Bản nó gốc này rất là ngon này. Đó anh em nhìn đi. Đó, rất là ngon luôn. Đó, hình ảnh rất là đẹp này. Đây, mình cho nó chạy tự động vào nhá. Đó anh em nhìn đi. Đây, Mỹ đây. Đó. Thế rất là nhiều anh em hỏi thắc mắc mình vậy rẻ hơn 1 triệu liệu có ngon hơn hay không, mà rẻ hơn nhiều vậy. Thực ra là rất là ngon nhá. Chẳng qua là Nhật Bản người ta giao rẻ thì bán rẻ thôi. Đó. Đây. Đã có thằng nó bắn mình rồi này. Đấm luôn. Đấm luôn, đấm luôn. Đấm chết. Đây là những con của máy thôi, không phải là người thành bắn gà đó. Cờ Maroc đồng hoàng. Ok, cho mày bắn đi. Giết luôn. Đấy. Anh em nhìn không? Rất là ngon nhá. Anh em mua về để chơi thì không còn gì suy nghĩ đâu. Ok, chạy khu nhà này. Đây, ông Hàn Quốc này. Đó. Anh em có thể nhận thấy không? Đơn giản lắm. Những chiếc máy của Nhật Bản ấy, rẻ nhưng không hề lờ một chút nào đâu nhá. Chơi game rất là ngon, còn ngon hơn của Hàn Quốc nếu mà chạy ROM 2 SIM của Hàn Quốc không bật 2R. Của Nhật Bản và của Mỹ sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 835 bật được hoàn toàn bình thường. Chơi rất là mượt luôn, hình ảnh rất là đẹp luôn, màn hình rất là đẹp luôn. Thế nên anh em khỏi suy nghĩ luôn, chả khác gì của Hàn Quốc hay chả khác gì của Mỹ đâu. Nếu trong tầm giá mà anh em lăn tăn khoảng 5 triệu ấy, hơn 5 triệu anh em nó lăn tăn không biết là chọn máy gì ấy, thì thôi, làm một con thương hiệu, hàng hiệu Samsung Galaxy Note 8 đến từ Nhật Bản cũng rất là ok. Để cập nhật chi tiết về giá của sản phẩm này, anh em có vào đường link mình để phía dưới nhá, hoặc vào website mhbar.vn để xem nhiều sản phẩm khác. Anh em có thể gọi điện thoại trực tiếp cho mình số điện thoại 0256526789 để hỏi về chiếc máy này, để cập nhật tình hình cụ thể nhất về chiếc máy này, chương trình khuyến mại, giá thành cũng như là chế độ bảo hành. Để mua sản phẩm thì đơn giản thôi, anh em có đặt hàng website gọi điện cho mình đặt hàng, mình sẽ ship COD toàn quốc, anh em nhận được hàng anh em phải thanh toán. Mình sẽ bảo hành 1 đổi 1 ít nhất là 45 ngày cho anh em. Có lỗi trong vòng 45 ngày mình sẽ hoàn toàn đổi cho anh em một chiếc máy khác. Trong trường hợp hết thời gian bảo hành anh em có thể gửi lên mình để mình hỗ trợ. Nhiều khi anh em sẽ được hỗ trợ hoàn toàn là miễn phí. Thế nên anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Còn anh em nào có điều kiện có thể nâng cấp được bảo hành đến 7 tháng hay nâng cấp được bảo hành đến 18 tháng, kể rơi vỡ cũng được. Đó. Thông tin chi tiết thì anh em có vào đường link mình nhắc lại là vào đường link bên dưới. Anh em điện thoại cho mình hoặc đến trực tiếp. Địa chỉ của mình là 170 Lạch Chay. Để biết anh em thấy cái máy này hay, anh em có thể chia sẻ cho mọi người cùng xem, thấy clip là hay anh em có thể like nhé. Cảm ơn anh em xem clip nhé.